Xin chào tất cả anh em sưu tầm đồ quân đội Mỹ. Xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe, an vui. Xin giới thiệu với mọi người chiếc áo khoác M65 V-Cut của quân đội Mỹ. Áo sản xuất năm 1967, series Medium Zula. Người cao 1m67 đến 1m75, nặng từ 63 đến 85 kg, mặc vừa. Áo là hàng sưu tầm để sử dụng và để chơi. Vậy là cái dao động về cân nặng chiều cao để có thể nó lớn hơn, nó không giống những cái hàng may đo. Anh em nào mà mọi người đó, nó mặc nó sử dụng nó rộng hơn một tí thì đều được cả. Chỉ trường hợp mà nó chặt hơn thì không được, nhưng trường hợp nó rộng hơn thì được, dài hơn một chút, ok. Đó là đồ chơi. Áo thương hiệu đứng hàng đầu thế giới, nhà sản xuất lớn nhất thế giới đáp ứng cho quân đội Mỹ. Vào thập niên 60 thì tất cả những cái về trí tuệ, về khoa học, về nghiên cứu, về chất liệu để làm nên một chiếc áo thì lúc bấy giờ đã rất là hoàn thiện, đã là rất là tuyệt vời. Từ những chi tiết thì sợi vải, tông màu cho đến những phụ kiện khác, thúc đồng, dây kéo hợp kim nhôm, rồi từng những sợi chỉ. Vậy là anh em là yên tâm, tất cả mọi người yên tâm về thương hiệu của quân đội Mỹ. Những thập niên 80 thì những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới này dựng phim hành động, làm phim thì sử dụng những chiếc áo này để làm những nên những cái bộ phim đó. Nó gọi phim hành động, thể hiện cái sức mạnh của người hùng, giúp đỡ những người mà đang tháo gỡ những khó khăn, những mối nguy hiểm mà mọi người đang sắp gặp nạn. Đó là những diễn viên điện ảnh đã thể hiện thành công những vai diễn. Còn ở ngoài đời thường thì những người nước ngoài rồi người trong nước sưu tầm cũng nhiều, nhưng mà chơi một cách âm thầm. Chính nhờ những ngôi sao điện ảnh này, họ sử dụng, họ yêu thích, họ sử dụng nhập vai, nên là vậy là cái sức lan tỏa nó nhanh, và mọi người cũng đều được trông thấy và chứng minh rằng thương hiệu của nó lớn. Ví dụ chẳng hạn trong nước thì cũng nhiều người chơi rất lâu rồi, nhưng mà họ không có khoe, họ không có đem ra họ họ khoe, họ không nói nên không có ai biết. Nhiều người cũng chẳng biết chiếc áo là như thế nào, tại sao lại có màu xanh, áo lính thôi, nhưng không hiểu cái giá trị sưu tầm, người không biết được. Đó, những người ta hiểu biết, người ta chơi á, nhưng mà người ta không có nói, mọi người không biết được đâu. Nên chiếc áo nên đến bây giờ nó có giá trị sưu tầm nó cao lắm, hàng thương hiệu đứng hàng đầu thế giới đó, chứ không phải hàng Tàu, hàng Thái Lan hay là hàng nước khác đâu, không có cái giá trị đâu. Hàng nó không đủ chất lượng, thương hiệu của nó không lớn, nó không... thương hiệu lớn nên đi đôi với chất lượng hoàn hảo tuyệt vời, nó cái giá trị sưu tầm nó mới cao. Còn những cái hàng nhái thì cho dù nó có mới tinh mới đét thì cũng không có giá trị sưu tầm. Đó, sưu tầm để chơi là như vậy, giá trị sưu tầm nó nằm ở chỗ đó. Vậy là anh em sưu tầm alo 0902 1942 222. Anh em nào mà người mà cao to hơn thì có số to hơn, nhỏ hơn thì có số nhỏ hơn. Giới thiệu với anh em với mọi người qua cái hình ảnh như vậy. Còn anh em nào mà có nhu cầu mà mình mua thì sẽ gửi thêm hình ảnh. Rồi là quá trình mình giao lưu mà mình ra mua, đặt mua thì mình được xem hàng hóa trước khi mình giao nhận. Ngoài chiếc áo này ra thì còn những món đồ khác, quần xanh lưu M65 hay M51, áo chống đạn, mũ chống đạn, áo sơ mi túi chéo, giày cổ bạt,
tất cả đều vẫn có để đáp ứng cho anh em, để làm những nghề để phục vụ anh em. Thì mọi cái sự khó khăn đều phải cố gắng để sưu tập để nhập được hàng về để phục vụ mọi người anh em. Chúc mọi người sức khỏe, an vui.